khắc chỉnh trật tự, từng tự tiến vào chánh điện. Đến 23 giờ ngày 1 tháng 3, hàng ngàn người vẫn chen lấn đến ngạt thở để thắng hương, bốc tro cầu may ở chùa Bà, hay còn gọi là miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo ghi nhận, dù đã khuya nhưng hàng ngàn người vẫn đổ về chùa Bà đi lễ. Ban tổ chức đã tăng cường lực lượng giữ trật tự nhưng do lượng người quá đông nên vẫn xảy ra cảnh chen lấn xô đẩy. Đặc biệt là ở trong khu vực chùa, bên trong chính điện, nhiều người chen lấn thắp hương, thậm chí giành nhau bốc tro trong lư hương với quan niệm mang về nhà để cầu may. Nhiều phụ nữ thấy đông nhưng vẫn cố len vào, khi bị xô đẩy đã phải hét lên. Loa của ban tổ chức thì liên tục kêu gọi người dân giữ trật tự văn hóa nơi cửa chùa, nhưng cảnh chen lấn xô đẩy nhau vẫn không giảm. Theo ban tổ chức, số lượng người tham gia đi lễ chùa Bà tăng so với năm 2017. Lễ rước kiệu Bà chính thức diễn ra vào chiều nay, tức ngày rằm tháng Giêng, dự báo lượng người đi lễ sẽ còn đông hơn.